Nếu một ngày là người của xã đoàn, thông thường là ai thì cũng vậy. Cho dù bạn là kim bồn rửa tay đi nữa, chỉ cần xã đoàn cần đến bạn thì bạn không thể từ chối được. Bởi vì có lẽ sẽ có một ngày bạn cũng cần tới xã đoàn, trừ khi là bạn có tiếng tăm và không có kẻ thù, như vậy bạn có thể thoát ly được xã đoàn. Làm gì cho xã đoàn thật ra cũng chỉ là một chức vụ thôi, nhưng mà chức vụ này nguyên tắc của nó thì hơi nhiều. Hơn nữa nếu như phạm vào nguyên tắc của nó thì bạn nhất định sẽ bị trừng phạt. Không những là bị trừng phạt mà đôi lúc không chừng bạn sẽ bị mất mạng luôn đó. Hello, lên xe đi, mà lên. Đây, coi cái tướng của em kìa, có đàn ông nào gặp mà không xui xẻo chứ. Lên đi, người đẹp, lên đi. Wow, coi cái tướng ảnh kìa, coi cái tướng của ảnh kìa chưa, lên xe đi. Lên đi. Tiền mướn khách sạn đã trả rồi, ông chủ cho vui vẻ nha, tiếp để ông chủ đàng hoàng. Bye bye. Anh Lai, sếp Phụng là đội trưởng của chúng tôi. Ngồi đi. Đúng gì? Tối hôm qua trong cuộc thi công cộng ở đầu đường, có một người bị người ta chặt mấy ngón tay đó. Một ngón thôi, đi ăn không có cần trả tiền hay sao? Cho người ra đi, chuyện này do anh quyết định mà. Bộ tôi nói có quan hệ với tôi sao? Vậy có nghĩa là muốn tôi tới đây mỗi ngày? Thế được rồi, tôi nghỉ phép nha. Sếp làm luôn việc của tôi đi. Con đường này bảo đảm ngày nào thiên hạ cũng được thái bình, như vậy là mừng lắm rồi. Đi cả. Ê, ngồi đi. Kêu mình ngồi kìa. Nói cho người ta biết chuyện gì đi. Thằng gì đó, coi các anh chị uống cái gì, vô sổ của tao đi. Lần này khỏi cần phải trả tiền. Tự nhiên đi hả? Mắt mới tới ông. Ông đứng yên đi. Đại ca, em bước ra ngoài thì anh chạy nha.
Anh đang ở nhà hàng này, có người muốn làm cùng anh. Alo, vụ này đã bị lộ. Có người đang lên tới, đừng ở lại đó nữa. Nhận được. Không sao chứ? Anh về nhà trước đi, anh đi gọi cho mình tới đây. Còn gì bên cảnh sát nó sẽ lo. Đưa anh về đi, giúp giùm nha. Hey, tối nay tôi thiệt sợ đến nỗi té đái luôn đó. Về nghỉ sớm đi. À được. Chú Tư, cẩn thận nha. Lấy cái máy chụp hình đi. Lấy máy chụp hình tới đây. Cúng nè. Mày tưởng tao kêu mày lấy mấy chụp hình hả? Đứng đó làm gì? Chờ đánh hả? Chờ chụp hình à? Thiệt là cái đám khốn nạn. Dạ anh Nam. Không có. Em không biết là ai. Em không phải là tên phản quốc. Sao lão Quy bị người ta bắn như lửa không? Mày nói mày không có hả? Mày đâu có thương tích gì đâu. Đâu có. Không có. Em sợ quá anh Nam à. Em thì không có bắn đứng đại ca đâu anh Nam à. 10 phút. Anh Nam à, tin em đi anh Nam. Anh Nam à, xin đừng giết em. Đừng giết em. Anh Nam. Anh Nam. Nó chịu đến 10 phút mà không chết, chứng minh nó là không phải. Dạ. Nếu mà chịu không nổi, coi như nó xui xẻo. Chạy nhận được, lên xe.
đem mấy chục triệu mua căn nhà ở Nam Phi ở, phải mấy lắm sao? Anh Nam, tao bạc đâu? Trong phòng chờ đồ. Chỗ tôi một chỗ. Anh Nam, anh Nam. Chị Hai. À, chú Tư. Ra ngoài hả? Phải, tôi hẹn với bạn ăn cơm đã sắp tới giờ rồi. Thôi tôi đi nha. Cứu à, cho người theo dõi chị. Anh Hai. Em cho bao nhiêu người tới đây, lại phong tỏa con đường. Coi chừng lối sớm sợ đó. Còn kia anh hả? Nè nè. Em đi kêu người. Kêu thằng quỷ vô đây. Bà nó gọi các ông chỉ có mấy chục đồng thôi. Tao qua cái bên kiếm cái thằng tợ thiết kế kiểu tóc thì nó nhuộm tóc vàng cho tao, nó lấy cả 1.000 mấy bạc. Có làm quấy mày không? Không có. Gần đây tao làm kiểu gì hả? Lãnh nhuộm tóc cho tao nha. Tao thấy trên tivi mấy cái thằng minh tinh con nó nhuộm tóc màu vàng đó, vàng tới chói mắt luôn à, giống như là bảy cứt vậy đó. Mày có biết gần đây xảy ra chuyện gì không? Biết. Nghe được. Nghe được. Tao nhớ ra rồi. Báo có nói 36C chảy máu cam. Ngày mai 3 giờ ở công ty nha. Anh vô trọng người chờ chút nha. Dạ được, cảm ơn. Không có gì. Tôi tên là Tính. Tôi thấy anh Lai. Vô trọng người chờ chút nha. Được. Anh Quý, được rồi. Ngồi xuống đi. Tôi tên là Tính, tôi thấy anh Lai. Gần đây thế nào? Thì cũng vậy. Ông vô trọng người chờ chút nha. Anh Lai. Được rồi. Mượn vô trọng người chơi chút. Được, cảm ơn. Con bà nó, đám tay không có chịu học tiếng Quảng đâu. Có ai cho đồ ăn không? Bún xu thôi. Bốn xô. Sơ sơ là kiếm được 2 triệu mấy rồi. Không có ngồi nữa, anh Hai đang chờ. Ông Hồng. Cảm ơn Helen. Anh Hai, tới đây đủ rồi. Anh Văn. Anh Văn. Anh Văn. Chào. Anh Văn. Anh Văn. Anh Văn. Ừ. Quý, lâu không gặp. Mạnh giỏi chứ? Dạ mạnh. Mạnh giỏi chứ. Đại ca. Mai. Khỏe không anh Văn? Cảm ơn. Mập. Anh Văn. Cảm ơn. Thằng Lai, thằng Tính. Gần đây nổi tiếng nhất là theo thằng Minh. Cảm ơn nhiều.
Cảm ơn nhiều. Tất cả hãy cẩn thận nha. Anh Văn, hóc bụng vô đi. Cô quá chật không? Không sao. Sao tụi bay giỏi quá vậy? Tao vắng mặt chỉ có vài ngày thôi thì sân của tao bị người ta quậy như vậy. Chuột hả? Nó là chuột bộ sợ nó sao? Trở về nhà. Mày kêu tao trở về nhà hả? Chém chết con bà nó đi. Không lại người ta, năm thằng bị bắt, hai thằng bị thương, lại không phải năm thằng bị thương, hai thằng bị bắt, sao hả? Con mẹ mày, ăn cướp đi. Chị hai, chị hai. Chị ra ngoài hả? Ờ không, tôi định rót ly nước uống. Tôi đổ cho chị. Ờ được, cảm ơn. Nước lạnh hay ấm? Nước ấm làm ơn. Cảm ơn nhiều. Ta cũng biết mày không có mà. Mày nói là mày ngon lành. Có cả áo chống đạn mà, đâu có sao chứ. Liên lạc sao nha. Alo. Ờ, anh Trừ. Cái gì? Một căn phòng bốn con. Tôi nghĩ làm rồi. Vậy đi nha. Bye bye. Cái đám chết bầm mà phải kêu làm chủ hả? Nè, còn thuốc không? Mập tính chuẩn bị xe. Ra ngoài đi với anh Văn. Được.
có gì không ổn đi. Cái gì? Cái gì mà không ổn? Có chỗ nào không được khỏe hả? Mình bước ra đi làm du côn chứ không phải bước ra để đứng đâu. Nếu bước ra đứng thì làm gái còn hơn, đừng đứng đây làm gắt giang. Vậy sao không đi nói với anh Nam? Tóm lại mau thanh toán chuyện này cho xong. Sao vậy? Người nói cái gì? Nếu kêu tao ra nói chuyện với nó, tao nói con mẹ của nó là đồ chuột nhắt đó. Một trong năm người như vậy mà cũng được tụ họp nhau, cũng coi như có duyên ha. Thông thường các anh làm chuyện như vậy phải làm bao lâu? Không cần phải 8 năm 10 năm chứ. Trước kia bằng cách nào nổi tiếng vậy? Có phải trận lớn nào cũng có phần của anh không? Nói ra để dạy đám nhỏ cũng tốt mà. Sao không đi? Sống tùy kích đó. Mày, mày có bên này. Để tôi liều một ván. Rồi, lên xe. Súng của hắn có ông nắm đó. Anh bắn vào cái máy không lại đâu. Tôi tới gần một chút. Nhanh
nhớ bên kia. Đừng có đường theo. Rồi. Lên xe. Anh lại đâu? Tất cả lên xe. Tôi không biết lái xe. Quý đâu? Ở ngoài công viên. Tao không cần biết. Tóm lại kiếm nó ra giùm tao. Dừng tay. Ê, mày điên hả? Quay xuống vô đi. Đừng có đánh nữa. Tối nay hai thằng bay canh đêm. Anh Văn, Quý nó ra ngoài, anh cũng đi hả? Hôm nay tao không có về công ty. Anh không gì chứ? Bắp thịt thấy còn hơi đau. Tuổi tác lớn rồi.
Uống cà phê hả? Hay trà sữa? Ovaltine. Chuyện gì vậy? Thấy ngại hả? Như tối hôm qua tôi bị chết đi là tại tôi không được may mắn, không có quan hệ tới các anh. Ngồi lên cái ghế này tôi biết có nhiều chuyện, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Có ai không uống được hay không? Bên trong đó chú hả? Ai vậy? Là thằng Quý. Chuyện gì? Mày đừng có tới đây quậy sân của thằng Lai nữa. Tại sao? Đừng có quậy nữa mà. Cờ chớ thiệt tình. Là đại ca của tôi. Sao ngộ vậy? Gần đây không đi làm trưởng gia mà làm trưởng xe. Cái vụ thằng chuột hay thiệt đó. Có người thanh toán nó giùm anh. Gần đây con đường đó vắng vẻ lắm mà. Cũng tại anh không được rảnh cho nên mỗi ngày tôi đều tới đó. Thì không dám không tới đó nha. Bây giờ không cần mèo không cần chuột, chó thì tôi lại không sợ. Hãy rút chút thời gian tới đó đi. Tôi mời anh uống nước. Máy bay đây cả. Nghe đi. Hả? Mày hãy nghe đi. Sau này đi trước chị hai là mày đi trước đó. Trước kia anh Quỷ anh đi theo ai vậy? Anh Văn. Sao kêu anh là Quỷ? Quỷ giống Tây lắm sao? Đừng thấy tướng mà Quỷ của anh mà coi thường nha. Trước kia khét tiếng chim sa chuỗi đó. Đụng tảnh coi như hết thời. Có thiệt không đây? Không tin hỏi đi, biệt danh là Quỷ Kiến Thù mà. Anh Quỷ. Cảm ơn. Anh Lai. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Anh làm gục hắn bằng cách nào? Một mình hả? Mà kệ tôi.
Cảm ơn. Cần nhất là anh Văn được bình yên. Yên tâm rồi chứ gì. Nè, ai cho anh Văn vậy? Yên tâm làm việc của mình đi. Anh nhắm coi tới chừng nào mới yên. Không biết. Mày có chuyện hả? Có chuyện gì trước đi. Em không thành vấn đề. Chơi 8 năm 10 năm cũng được mà. Còn điều khác không? Anh Văn dạo này có chuyện đương nhiên không tiện ra mặt rồi chứ gì. Tất cả mọi việc đều ngưng lại hết. Vậy chỉ còn cách đi xin ăn thôi. Dù này càng kéo dài thì không có lợi. Điều quan trọng nhất là làm ăn được. Không có mặt mũi làm sao mà làm ăn đây. Anh là cái thớ gì? Bây giờ không biết là cái đám cúng nạn nào. Anh Văn, anh nắm quyền mà, nhưng cũng phải cho chúng tôi được yên tâm chứ. Khi không làm một trận, người bên ngoài nhìn vào sao đây? Đám nhỏ nghĩ sao? Thằng Nam nó đang làm việc. Người bên ngoài và đám nhỏ họ chỉ nhìn tôi thôi. Anh có kế hoạch gì không? Nghĩ giùm tôi đi. Anh cầm quyền, anh quyết định đi. Anh Văn, chúng tôi về trước. Chào anh Văn. Gần đây việc làm ăn của mấy ông hình như không được tốt gì mấy, cho nên tôi muốn rút cổ phần ra để mà xoay sở. Chú à, cổ phần của cháu còn lại không bao nhiêu đâu. Vậy thì thôi. Chú cần bao nhiêu? 20 triệu. Ngày mai tôi lấy cho chú. Cảm ơn nhiều. Chú à, đừng có đi Ma Cao thường quá nghe. Ờ, được rồi. Thank you.
sau đây là phần tin thời tiết của chúng tôi. Vào trưa và tối hôm nay ở tại Hồng Kông, do bắc di chuyển lớn, sẽ có mưa gió lớn và sấm sét. Còn các khu vực thấp ở khu tâm dưới có lẽ sẽ vì mưa gió lớn mà bị nước ngập. Từ nay cho đến cuối tuần, thời tiết cũng không được ổn định. Gì vậy? Chiếc xe bị hư. Sao điện thoại cho mày không được vậy? Điện thoại hết pin. Em sửa cả tiếng đồng hồ cũng rồi máy không được. Mồi lửa cũng bị ướt hết. Đi tắm đi. Nè, liệu có lực cao để tới rồi nè. Cảm ơn. Tôi không về nè. Dạ biết rồi Hồng. Bao nhiêu chú bác không phải lên tiếng, chỉ có cái tên giả đó lầm bầm hoài. Anh nó coi ổng, tôi có phải muốn làm tảng không? Đừng có nói ở đây. Dẫn đi lúc này tệ quá. Có nên mua hay không? 25 triệu, chia cho anh phân nữa nha. Tiền không? Anh muốn bao nhiêu cũng có mà. Đưa đây. Mập. Dạ hiểu. Như vậy mà không chết chịu thì cũng giỏi quá ha. Anh dặn cho mày,
quỷ. Nè, nhận ra tôi không? Đã lâu lắm rồi không có gặp anh. Có làm phiền hay không? Hoàn cảnh của anh bây giờ cũng khá lắm chứ. Có chuyện gì chỉ cố tôi nha. Tôi vừa mới ra đó. Vậy đi hả? Ờ, à, còn nữa, nhớ số điện thoại của tôi hay không? Rảnh thì gọi tôi nha. Đại ca, cẩn thận.
Chị thương đâu? Có viên đạn lớn gì mà không thấy sao hả? Cũng may tao quên được cái áo chống đạn, nhưng mà cũng đau quá. Nam hả? Điều tra được rồi đó. Hiểu rồi. Là từng mặt cái gì? Còn bao nhiêu người nữa? Chạy điện thoại của tôi. Chạy điện thoại. Chúng ta nhất định phải ra tay. Tên gà khốn nạn đó được tin bỏ chạy. Đi đâu mà kiếm ổng đi? Em tới bị dẫn ông tới đây. Ông không chịu tới thì sao? Một mình mạng nhiều quá, happy quá. Coi chừng nữa nha. Đi khám bác sĩ đi. Đi khám coi đi tiêu ra máu và coi cholesterol, giảm mập đi. Anh Hai muốn gặp chú đó. Ăn xong rồi đi. Trước kia bỏ mạng vì kém đi giết cũng là vì bữa cơm thôi. Lần này là do tôi thất bại. Tôi thừa nhận tôi làm sai. Nói với anh Hai đi. Tôi đã mấy chục tuổi rồi, còn gian sinh cái gì nữa. Mạng thì chỉ có một thôi. Ông già của cháu từ sang đầu xuống Hồng Kông. Tôi và ảnh đã ở thành trại, góp sức với nhau kiếm ăn từ một tiệm bán số đùi, rồi làm tới khi có xã đoàn. Cả hai đã ra rất nhiều xương máu. Còn có một điều mà tôi không hiểu, tại sao xã đoàn bây giờ chỉ có họ Hồng chủ sự thôi. Quý vậy? Thanh toán xong rồi hãy đi. Nếu không thì sau này không ai sợ mình nữa. Được. Vậy được rồi.
anh quỷ, từ từ ăn nha, tôi vô làm gì cả. Hả? À, làm phiền anh nhiều nha. Hey, ban đầu em còn tưởng là kéo dài 8-10 năm chứ, không ngờ năm đứa mình nắm tay nhau, tất cả đều phải dẹp quan bên. Bây giờ còn khiến cho em thấy cô đơn đó. Giang hồ gặp lại mà. Tổ hợp của chúng ta thì lạng rề quá, sau này năm anh em phải hợp sức với nhau để kiếm cơm ăn. Được. Đúng rồi, tôi định qua lại giúp ảnh tay. Thôi đừng có nói với tao, tao thích cắt tóc nhiều hơn. Nè mắt. Ê, tình bạn là trên hết. Hay. Quỷ. Quỷ à, qua đây. Đại ca tặng cho đó. Cảm ơn. Để tôi vô nói cho anh Văn, chúng tôi đi về. Đừng có làm phiền anh nữa. Trước khi mình làm việc xong rồi thì sao hả? Bùm chát chát, ni tấm hơi, vậy thôi. Có một ông chú già còn chết bầm, nhưng bây giờ đã chết rồi. Làm xong việc, chỉ phát cho mỗi người một bao xì ke thôi. Cho tôi làm cái gì? Bây giờ xã đoàn rất là công bằng, thưởng phạt công minh. Anh hai không biết đâu, chỉ có anh và tôi biết thôi. Chuyện gì vậy? Lấy chị vô. Chị hai và thằng Tính có tư tình. Ai nói? Hỏi nó đi. Nếu nó nhận thì sao? Tôi sẽ thu xếp đàng hoàng. Như vậy là tôi không gặp được nó nữa. Nhất định. Mười giờ sáng có xuống không? Có yêu cầu gì? Như cũ. Ờ, trước 10 giờ. Được. Cho mượn điện thoại đi. Xuống xe chờ tôi. Ờ, Tuấn à, Quỷ đây. Có rảnh không? Ra uống ly nước đi. Được không vậy? Ờ... Ta đóng cửa tiệm rồi tới trước mày. Ừ, vậy đi. Alo, alo, anh là ai vậy? Anh là ai? Thằng Tính hả? Ai đó? Thằng mập đây, đến lộn dây thôi. Alo. À, Mập á. Chuyện gì? Nói rõ chút xíu coi. Chuyện gì? Chuyện gì? Vịnh có biết chuyện gì không? À, được.
Mày à, phải đi kiếm anh quỷ mới được. Anh có chở chị hai không? Anh có chở chị hai không? Tôi cũng có chở chị hai. Chị có quyến rũ anh không? Có quyến rũ anh không? Chị có quyến rũ tôi không? Anh quỷ à, thằng tính là em của tôi. Nó còn nhỏ không có biết chuyện gì đâu. Mình là anh em. Có gì đâu, tôi chỉ làm việc thôi mà. Tôi che cho nó là cái chết. Anh nói là phải làm cho tới cùng có phải không? Tôi biết anh là quỷ dương, kêu là quỷ kiến thù á. Anh không nổ súng tôi nổ súng đó nha. Tôi che cho nó là cái chết. Anh đừng có chơi nó nữa. Mày có phá chị hai không? Có phá hay không? Bây giờ cấp trên kêu anh quỷ làm việc đó. Tối nay phải nhìn thấy nó lên tàu. Mày làm cái quái gì vậy? Hả? Làm cái gì? Cầm đi. Cầm đi. Qua Đài Loan có tính toán gì không? Tôi chưa có đi tới đó. Tôi sợ ngồi máy bay. Tôi cũng chưa có đi. Tôi không ngờ làm mối đầu tiên cho anh Lai phải kiếm đường trên chạy làng. Cảm ơn nhiều. Anh không thể làm người đâu. Anh Lai là đại ca tốt. Tao tới rồi. Có cơ hội gặp lại sao? Chạy chở cho anh em nhất định sẽ kiếm ảnh. Còn tôi và anh Mặt cũng không được yên thân. Anh chỉ có mình, còn tôi có bốn người.
Mập à, thì sống chắc ăn chứ hả? Để đưa cho ảnh. Là màu đen, chắc ăn lắm. Quỷ, tới đủ hết rồi. Ngồi đến quỷ. Thương lượng được không? Thằng cũ ở bên ngoài. Như vậy thì chúng ta hãy vui vẻ ăn bữa cơm này đi. Coi như là tiễn đưa ai đi cũng được. Được. Bây giờ đi. Tính có phải cố tình đâu à? Anh Văn à, thực ra không thể trách hết thằng Tính đâu. Chị hai chị ý. Anh Văn à, để mặc em đi, bảo đảm nó không có lần sau nữa. Tính đi, nó là con nít thôi, nó biết lỗi rồi. Anh lấy cánh tay của nó thì được rồi, chừa lại cái mạng cho nó. Anh người lớn rộng lượng. Anh Văn, chị hai,
bây giờ. Sao hả Mập? Mập, đừng khiến tôi khó xử. Này à, đừng nổ súng nữa. Chị Hai đã bị chết rồi. Nhất định phải làm cho gọn gàng. Nhất định gọn gàng. Ai nhắc tới cái chuyện này, thật gì là không hề xảy ra chuyện gì. Nhưng mà thật ra trong lòng mỗi người đều biết, cho dù 5 năm sau hay là 10 năm sau, chỉ cần để cho xã đoàn biết được thì tất cả chúng tôi đều phải trả một giá. Có câu là quy luật nhất định là quy luật.